Họa mi núi rừng có còn hot. Nếu mà nói về chia sẻ thì xin phép trước tiên cảm ơn các bạn khán giả. Đến bây giờ Sư Quế cũng có rất là nhiều lời chia sẻ và động viên Sư Quế. Câu chuyện của những tháng ngày vắng bóng. Chúng ta gần 2 quý nên là nó có nhiều thay đổi. Những điều lần đầu tiên được kể. Không biết hát đến mức độ thích hát, mức độ mà ở nhà cấm hát. Không cho hát ở nhà thì sẽ hát chỗ khác. Đi rẫy thì hát sẽ hát ở rẫy. Biến cố cuộc đời. Không hát được. Mà nếu mà mình là ca sĩ mà mình nói cái câu là mình không hát được thì làm sao được thì, là, thì không thể nào chấp nhận được. Và chị nghĩ là chị có thể chết. Lúc đấy mình cũng nghĩ là chết đi cho nó xong. Niềm tin. Nếu như mà chị Siêu không xuống gặp cha, cha sẽ lên nhà gặp chị nhờ. Phải nói là chị nhờ ơn Chúa. Tất cả có trong tập 4 của Khám Phá Trong Tôi. Gặp gỡ trò chuyện cùng ca sĩ Siêu Black được phát sóng vào lúc 20 giờ trên Vox TV và 20 giờ 30 phút trên kênh YouTube Red Eyes Media.